nay ai cũng tin, người ta đến với nhau cũng không chỉ bởi tình yêu đâu. Nên nay ai cũng cố để thêm giàu sang với thêm xinh đẹp mà ước chi mình cũng xinh. Thời nay ai cũng xem và đồng tiền vui chứ đâu có xem ba chuyện tình cũ vơ. Hay lanh quanh xuống phố với ly cà phê thơm mát ai mơ màng. Để rồi ta bỗng thấy em để hình bóng đó mất nhẹ qua nắng mai. Cho dù em xấu hay xinh nhưng lòng anh vẫn yêu. Xin đừng quan tâm khen chê hay bỏ qua hết đi. Đừng lo lắng gì vì anh đã chọn cho mình chính. Lớn cái mày. Im lại. Đưa tao đây. Tất cả đứng im. Đưa tao đây. Ai mà bước tới tao bắn nát sọ con nhỏ này. Trúc ơi, anh đây Trúc. Mày đứng im đó. Mày mà bước thêm một bước tao bắn nát sọ nó. Bình tĩnh đi. Bây giờ các anh sẽ không thoát được đâu. Tôi sẽ thay thế Trúc làm cô tinh. Các anh thả Trúc ra nha. Đừng có thương lượng mà vô ích. Tụi bay mà manh động tao giết nó liền. Khoan đã. Nè, các anh cần gì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu. Ông già kia nói đúng đó. Tất cả mọi người để tụi tôi đi. Ông về ông lấy 10 tỷ cho tụi tôi. Có tiền tôi sẽ thả nó ra, bằng không tôi bắn nát sọ nó. Ba lại. Trúc à, Trúc không sao rồi. Đi ra. Đi, bình tĩnh đi em, không sao rồi. Lên. Thôi được rồi, về. Mình đi về con. Đi. Mình về. Ba ra xe trước nha. Mình đi. Rồi. Dạ, nước nè. Trúc à, uống nước đi em. Thôi mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Tôi cũng cảm ơn mọi người. Cứ lo làm việc tiếp đi. À, tụi bắt cóc cũng đã bị công an chuyển về phòng tạm giam hết rồi. Nhưng rất may là không ai bị thương. Hôm nay mọi người cũng đã căng thẳng rồi. Nên ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ bù. Không được. Ngày hôm nay đã hủy bao nhiêu ca về cái vụ này rồi. Ngày mai lại nghỉ nữa thì làm sao? Thất thu đó. Không được. Dù có chết cũng phải làm cho tôi. Không phải tôi bỏ đồng tiền ra thì các anh muốn làm gì thì làm đâu. Thôi tất cả mọi người có thể về. Riêng bác sĩ Toàn và hội đồng quản trị xin mời vào phòng họp ạ. Ừ. Mình vô họp một chút đi. Cứ vô họp cái đã. Gì? Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Từ khi mở ra cái thẩm mỹ viện này,
là bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra. Tôi hết sức chịu đựng rồi. Tôi rút vốn. Có ai đồng tình với tôi không? Tôi cũng xin rút. Tiền tôi bỏ vô đây quá nhiều mà toàn gặp những chuyện rắc rối không hả? Đồng ý là lợi nhuận siêu cao, nhưng mà rủi ro thì nhiều quá. Con không chịu. Con không muốn giải tán cái thẩm mỹ viện này. Hôm nay là con gặp rất là nhiều chuyện nguy hiểm đến tính mạng con rồi. Con không biết sợ sao? Con xía vô chuyện của ba làm cái gì? Nếu mà ba rút cổ phần á, dì Trình cũng rút. Còn có mỗi dì Kim với dì Xuân, làm sao mà kham nổi? Như vậy nghĩa là đẩy thẩm mỹ viện vào tình trạng là buộc phải giải tán rồi. Con không để tình trạng đó xảy ra đâu. Thôi được rồi, ba đồng ý. Nhưng bây giờ á, con trả lại cái thẻ master cho ba. Ba thấy bởi vì á, mình cứ đầu tư vô một cái chỗ khó khăn như vậy thì đừng có nói buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối, ba cũng không có khả năng để lo được cho con đâu. Dạ, con hiểu. Vì ba không thể đảm bảo cuộc sống cho con, cho nên á, là cái chuyện con bỏ nhà ra đi đâu có quan trọng đối với ba, đúng không? Cái gì? Con nghĩ á, con sẽ sa đà vào các tệ nạn xã hội, có thể vào tù, chẳng hạn như bị mắc bệnh S. Con phải biết nghĩ cho bản thân mình. Ba không có lời khuyên nào cho con hết. Ba thấy là ba hoàn toàn bất lực vì con rồi Trúc. Nếu như ba cứ chiều ý con thì con vẫn không nghe lời ba. Con vẫn cứ làm tất cả những điều gì con muốn, không hề biết nghĩ cho ba. Cho nên từ nay ba không muốn nghĩ cho con nữa. Đi về sớm nha. Ba không có đổi mã số khóa cửa đâu. Con có về đâu, ba đừng có chờ. Kìa, Trúc. Trúc nè. Bởi vậy, ổng cứ vậy thì làm sao mà con Trúc nó không lấn lướt? Có đâu cái thứ đàn ông như con cá chuối cứ đắm đuối vì con không à? Thì thông cảm cho ảnh đi. Ảnh cũng có một mình nó là con gái duy nhất thôi à. Mà nó lại giống mẹ nó nữa chứ. Tại ổng không chịu lấy vợ chứ bộ. Nếu ổng chịu lấy vợ thì nhà có thêm con đàn cháu đóng rồi. Mắc gì mà ổng cứ phải chiều cái đứa con gái mất nết như vậy. Trúc, Trúc, nè. Thôi, cho ba xin lỗi đi. Ba sai rồi. Đi, đi vô đây. Ba làm con thấy đau lòng lắm. Con không muốn nghe ba nói gì nữa hết trơn á. Ba dùng những cái chuyện này nè để cắt đi nguồn cảm hứng của anh Toàn. Con á, không thể chịu đựng được ý nghĩ này nữa. Anh Toàn là một người quá hoàn hảo. Bây giờ ba muốn con gái của ba quen những hạng người thấp kém hay sao? Ba hiểu rồi, ba sai rồi. Ba xin lỗi con. Thôi đi vô đi con, đi. Con cần một lý do chính đáng để có thể đi vô. Được rồi, được rồi. Ba chấp nhận hết. Được chưa? Một lần giải dây cho con như vậy là ba đã trải nghiệm rất nhiều rồi. Đi. Đi vô đi mà. Thôi, mình có phải là người ta đâu mà phán xét được. Ông này á chỉ có một cái tội là chung tình thôi à. Hồi đó á, tôi có giới thiệu cho ổng biết bao nhiêu là người đẹp mà ổng có chịu đâu. Thôi, cái chuyện rút cổ phần á, từ từ mình tính sao. Tôi thấy bây giờ mọi người cũng mệt mỏi rồi, có lẽ là mình cần nghỉ ngơi. Bây giờ cứ đi về đi, mọi chuyện tính sao. Anh à, anh lại nhượng bộ nó nữa sao? Anh không biết là tôi đang rất bức xúc chuyện này mà. Chúng ta bỏ vô đây quá nhiều tiền mà thu lại được bao nhiêu? Lợi nhuận thì có thiệt đó, nhưng không nhiều bằng scandal. Tôi đã nói với anh rồi, tôi đang nợ tiền người ta mà tôi chưa có trả được. Tôi không thể nào để lâu hơn được nữa. Vì làm ăn ở đâu, vì thua lỗ thì con không biết. Nhưng với thẩm mỹ viện này thì chỉ có lời. Vì với con cùng xem sổ sách kế toán mà. Vì rành quá mà. Tôi thấy nó đúng á. Cô Trịnh không nên đem thua lỗ từ bên khác qua đổ lỗi cho bên đây.
Tôi thấy lợi nhuận bên này rất tốt. Cái scandal thì đúng là có, nhưng mà đó là chuyện ngoài lề thôi. Cái chính là làm việc đang lên, chất lượng phục vụ nơi này rất tốt, được đánh giá cao. Hơn nữa cái vụ mà người ta bút lịch cũng đã đến cuối năm rồi. Mà nếu chúng ta rút cổ phần này ra, rắc rối lắm. Trời ơi, người ta nói cá không ăn muối cá ương, con không nghe cha mẹ trăm đường con hư. Tôi thấy nề nếp nhà anh là lộn ngược lại rồi đó nha. Tại vì anh cưng chiều nó quá mà. Tôi nói để anh biết đó. Nè, cô Trịnh à. Cũng tại bà hết á. Tự nhiên bà biết bà ham tiền mà còn rủ bà Hùng chi vậy? Tham gia vô mấy cái chỗ này á, chỉ có những người mà đam mê, giống như là tôi với lại bà vậy đó. Đúng không, bác sĩ Toàn? Tổng vốn đầu tư của công ty mình hiện giờ lên đến bao nhiêu rồi ba? 2 tỷ? Không, 20 tỷ. Vì anh rất ngoan và thật lòng thương em, cho nên là em đã giúp anh giữ lại cái thẩm mỹ viện này. Em có giỏi không? Hiểu không? Đỡ. Giống như thầy giảng đó. Ừ. Tập trung đi. Ôi da. Có chuyện tôi à? Tưởng cái gì chứ cái trò đua xe Starcraft đó tao là số 1. Khi nào chơi á thì nói tao. Chắc chắn tao phải thắng rồi. Vậy nha. Ê đại ca. Vậy đứng chỗ này nói chuyện điện thoại thầy em thể thấy lấy luôn á. Mày nghĩ sao vậy? Thằng Khánh Ma này không sợ ai đâu nha. Thầy giám thị mà tịch thu á là tao đưa cho thầy luôn. Dạ thầy. Dạ. Sư phụ huynh số mấy? Dạ thầy. Nói. Cho luôn đi. Thầy ơi thầy, cái này là của ba má con ở bên châu Phi gọi về, có chuyện gấp với thầy. Con lỡ thầy tha cho con lần này nha thầy. Quy định của trường á là cấm học sinh mang theo điện thoại di động. Dạ. Dám đem ra xài tịch thu. Nhưng mà cuối năm học trả lại. Thầy tha cho con đi thầy. Thầy thầy ơi, con nói vậy thôi chứ tiền đâu con mua điện thoại mới thầy. Khánh ma mà. Nên đi. Ma cái gì mà ma. Tao đập mặt mày giờ. Không phải. Mệt quá. Phải vậy nè. Đó, thấy chưa? Đi ra ngoài đi. Mày làm gì vậy? Đứng lại. Tao kêu mày đứng. Còn con nhỏ này đi. Đi đi. Không. Trời. Cái gì? Nó láo đại ca. Quýnh nó đi. À, thì ra hai đứa mày là đồng bọn hả? Không phải. Bữa nay dám giỡn mặt với tao hả? Ôi da. Mày đứng đây chi vậy? Đại ca quýnh nó mà. Thì sao? Muốn đi. Sao? Bảo gì? Thôi thầy kêu tôi rồi. Tôi phải đi nha. Chúc tôi gặp mấy bạn sau. Ui. Nó chỉ kìa. Đi. Ê. Làm gì căng quá vậy? Nói nghe nè. Chủ nhật tuần này á, hai vợ chồng tụi bay dẫn tao đi ăn đi. Coi như là vui vẻ cả làng. Đúng rồi đó. Được không? Bạn tốt quá ha. Ừ. Rủ nhau đi ăn hả? Ừ. Không lo mà ở nhà học bài đi, còn rủ đi chơi. Rồi đến lúc á, Lưu Bang, tụi mày tự chịu. Mày nói gì vậy? Ủa, kêu dẫn đi ăn á, dẫn thì dẫn, không dẫn thì thôi. Làm gì nóng vậy? Hôm nay tao đang bị nhiệt đó. Ừ, mà công nhận là nóng thiệt đó. Mà nóng trong người á, thì đi về nhà mà tắm đi. Lại còn đứng ở đây mà. Làm gì vậy? Sao? À, Khánh Ma là học sinh Lưu Bang nên mặt già nhăn nhúm là đúng rồi. Cười gì? Ờ, đúng rồi, cười gì vậy? Dạ, kệ tao. Ây da. Trời. Có sao đây ca? Ê, đứng lại mày. Mày á, cứ dựa hơi đàn bà hoài, không biết nhục á. Biên. Đi mày. Ủa đại ca có sao không?
có sao đây ca? Thôi chị kìa. Chị kìa ơi, chị cho mình chị tấm hình nha. Chị kìa, tấm hình cho em đi, chị kìa chú. Chị kìa chú, chị kìa chú nha. Ôi đẹp quá hả? Lan, mới được rồi. Em phải giữ hình ảnh ngoài đường chứ. Hai. Chào anh. Anh là đại diện của bên sản xuất nước ngọt đúng không? Tôi là Thanh Tùng. Tôi là quản lý của Lan. Hôm nay hai người đang có dự tính đi đâu vậy? Đi thôi anh. Tôi nói giỡn đó. Đi chơi vui vẻ nha. Bye nha. Hôm nay gặp lại. Anh sao vậy? Đâu có gì đâu. Anh đang đối tốt với em á, là vì ơn nghĩa của ba em dành cho anh đúng không? Bây giờ mà rời khỏi trại cá sấu thì anh sẽ không còn gì, không ai nhận anh vô làm. Anh sẽ không thể trả thù những người đã đẩy anh vô hoàn cảnh này, đúng vậy không? Em biết, nhưng mà em không có muốn tin. Anh đừng có làm cho em bực bội thêm nữa có được không? Anh có thể yêu em bằng tận sâu trong tim anh có được không? Hả anh Toàn? Anh yêu em à? Tin anh đi. Cho dù xung quanh có rất nhiều người đeo đuổi anh, nhưng mà anh chưa bao giờ phản bội em à. Em tin. Thôi, em về nhà nghỉ đây. Anh đi làm đi, tối có gì gặp. Sao rồi? Gọi điện thoại nãy giờ mà còn không có được. Trời ơi, bây giờ tao với mày làm sao? Gì vậy? Mày lại đi, tao về. Mình kéo lại. Mày điên hả? Mà trúc bảo bà biết cách phải làm cõi nha con. Nè, nó mà xây qua kiện tao với mày vì cái tội bắt cóc á, là bốc lịch. Biết chưa? Bốc lịch? Ừ. Tưởng chuyện gì? Lịch đâu bốc? Gì? Mày nói gì? Ngày nào cũng xé lịch, xé lịch hoài mà. Ôi dạ. Ngu tập 2, đúng là ngu tập 2 mà. Sao đến tao? Xé lịch là ở tù đó con. Ở tù? Ừ. Ở tù? Ừ. Làm gì ở tù? Nghĩ sao vậy? Tù hả? Nè, tội bắt cóc nặng lắm đó. Trời, hôm bữa chính cô Trúc kêu tao với mày bắt cóc như này. Đâu phải tao với mày tự bắt đâu mà ở tù, hiểu không? À. Khi nào tao với mày tự bắt cóc á thì mới ở tù. Còn cái này người ta kêu thì tao không ở tù. Còn nếu người ta thưa á thì người ta ở tù chứ tao không ở tù, hiểu chưa? Bị động chủ động khác mày hiểu không? Ngu không có đi học bởi vì ngu. Thôi bỏ cho nó qua bên đi. Còn bây giờ á, tao với mày phải làm thế nào bây giờ? Phải làm như thế nào? Phải làm sao? Làm cái gì? Đúng không? Ê, làm sao? Ê, gì nữa? Vì mày làm hết hồn à. Tao là người chứ không phải là quỷ. Để nhỏ nãy đây, lỡ mà bị người ta phát hiện thì phiền phức lắm. Bây giờ tao với mày á, coi kiếm chỗ nào thì giấu nó đi. Mày thấy sao? Bây giờ á, tao với mày ráng làm xong cái vụ này đi ha. Để kiếm ít tiền, tao với mày sẽ tính tới cái chuyện tao với mày làm ăn gì sao. Mệt, mệt ghê á. Tự nhiên dính vô vụ này cũng tại mày không á. Mày đó, mày ham tiền. Mày ham tiền á? Mày ham tiền hơn. Gọi đi. Nè, mày gọi đi. Nè, bấm số đi, tao biết số đâu. Cái gì đó? Alo, chị Trúc hả? Chị Trúc. Có gì nói lẹ lên, lảm nhảm hoài.
Bây giờ á, mình giải quyết vụ này sao đây chị? Thì gọi điện cho ông Toàn đi. Mà đang nhốt nó ở đâu? Dạ ở ngoài đường. Dạ, dạ không không. Em với thằng bạn đang đứng ở ngoài đường. Con nhỏ đó ở trong bao ni lông. Dạ không phải, không phải. Nó ở trong cái liều di động. Dạ dạ. Tụi em định đưa con nhỏ này qua ngôi nhà ma. Nhà ma hả? Dạ. Rồi được rồi. Bây giờ báo cho ông Toàn đi. Dạ dạ. Làm tốt có thưởng. Dạ. Được rồi hả? Được rồi mày ơi. Mày bấm số ông Toàn đi. Bấm. 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 Sao gọi điện thoại không được? Sao liên lạc với bà ở đây? Ôi dạ. Mày sao vậy? Sao đánh tao? Sao mày không lo tìm cách đi? Tao đang tìm cách nè. Tìm cách gì mà mày nhảy lưng tưng như con ma vậy? Tao nói cho mày biết nghe, mày mà để cho chị Trúc biết được á là bà xé tao với mày banh xác đó. Trời ơi. Sao rồi? Thua rồi. Mày vô dụng. Giờ sao? Gọi điện thoại cho công ty đi. Bữa hôm mình rút cho số á, gọi số đó đi. Ha. Để tao nhớ coi. Từ từ để tao nhớ. Bác sĩ. Gì vậy? Điện thoại. Tại sao lại đưa điện thoại cho anh ở đây? Người ta nói chuyện gấp lắm, liên quan tới bạn người nữa, đến cả chị Dân, kế toán của mình nữa. Alo, ai vậy? Anh Toàn đó hả? Tôi đang giữ bạn của anh, là cô Dân đó. Tôi đang giữ cổ ở đây nè, là cạnh bờ sông á. Anh nghe tiếng gì không? Nè, tiếng ghe nè. Nè, đó 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 đó. Nghe không, nghe không? Nghe chưa, nghe chưa? Lại trò đùa gì nữa đây? Giờ sao mày? Tao á, biết chết liền á. Tao lấy máy, gọi bà hoài à. Có nghe máy đâu. Không biết bà đang làm gì. Ê! Gì mày? Có cách. Gì vậy? Tao nghĩ á, giờ chắc bà Trúc bà quên rồi. Tao với mày thả nhỏ này về đi. Giữ nó ở đây á, nhìn cái mặt nó tội nghiệp quá. Mày điên hả? Sao đến tao? Lần bà Trúc bà có hỏi tao với mày làm gì, rồi trả lời sao? Hai anh ơi, đừng có cãi nhau nữa. Trúc mà không bắt máy chắc là quên trò đùa này rồi. Hai anh thả em về đi, chứ không có vấn đề gì đâu. Dĩ mày. Dạ dạ em nghe chị Trúc. Mày làm gì vậy? Tại sao giờ này tôi chưa thấy cậu lên làm? Cậu làm ăn như vậy là sao? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dạ. Đưa đây, tao nghe cho. Dạ. Dạ. Anh em. Nhân viên nhà hàng gì mà không có đi đúng giờ giấc gì hết vậy? Đâu phải muốn đến là đến đâu. Alo. Cậu có nghe không? Hả? Cũng lạ kìa. Về đây. Dạ, tụi em về liền anh. Về đây. Dạ. Cậu về đây trình diện liền lập tức cho anh. Dạ. Sếp sắp đi kiểm tra rồi đó. Dạ dạ. Nhanh nha. Dạ. Vậy giờ tính sao? Tính gì mà tính? Vậy? Gì nữa? Còn vụ này giải quyết sao? Vụ này hả? Phải gọi lại cho bà Trúc. Còn tao với mày về. Thank you.
Alo. Hôm nay anh rảnh, em có muốn đi với anh không? Dạ. Có một hợp đồng quảng cáo lớn đang chờ em đó. Dạ, vậy anh chờ em chút xíu nha. Ok em, hẹn gặp chỗ cũ nha. Nếu như mà không có nó trong phòng kế toán á, thì coi ra vụ bắt cóc này là thiệt rồi. Nhưng mà bắt cóc nó để làm gì chứ? Rất có thể là Trúc nó giả bộ bắt cóc con Dân để mà thử lòng bác sĩ Toàn với Dân đó. Trời, ai mà bị đặt làm trò tào lao vậy chứ? Em nghĩ là không phải là bà Trúc bày trò đâu, mà ai lại bắt cóc bà Dân làm gì hả? Cũng đúng ha chị. Nếu như mà chị Dân đẹp như tụi mình thì... Kiểu này á, con Dân tiêu cái chắc. Nếu đây là cái bẫy của con Trúc á, thì mình phải đi báo bác sĩ Toàn liền bây giờ. Nhanh lên. Đi đi đi. Ủa sao bác sĩ Toàn có trong này rồi sao? Xíu. Sao khóa máy rồi, giờ sao? Chết rồi, có khi nào bác sĩ Toàn với lại con Dân đang gặp nguy hiểm gì đó không? Chị nói gì kỳ vậy? Xui không à? Không phải đâu, chị nghi ngờ đó là con Trúc nó đang làm cái gì đó. Mọi người cũng biết con Trúc nó đâu phải là người đơn giản đâu. Thôi, mọi người bớt phát biểu linh tinh đi. Không khéo giờ này bà Dân đang ngủ chè queo ở nhà kìa. Thôi, qua nhà nó kiếm đi. Ủa, mà sao mình không gọi cho nó đi ta? Qua nhà nó kiếm làm gì cho mệt. Em gọi rồi. Hồi sáng em gọi cho bả rồi, mà điện thoại reo, không ai bắt máy hết trơn á. Rồi bây giờ, có ai biết nhà nó không? Em biết. Trời, chị biết em hả? Biết hả? Không, chị đâu biết nhà nó đâu. Xàm dễ sợ hả? Không, nhưng mà ý của em á là em biết cách để tìm ra nhà của con Dân. Cách gì? Em chạy vô trong, lục lọi đống hồ sơ, tìm địa chỉ nhà con Dân. Đơn giản gì cũng không biết nữa. Nhanh lên. Nhanh. Đi chị. Alo, bác sĩ Toàn hả? Sao nãy giờ mọi người gọi mà không được? Em tắt máy vô phòng mổ, rồi sau đó em quên không mở máy. Bây giờ em thấy cô còn nhỏ cho nên gọi lại chị nè. Có chuyện gì không chị? Em có tin gì của Dân kế toán không? Sáng giờ nó không có đi làm, tụi chị cũng không có cách gì liên lạc được với nó luôn á. Vậy hả? Mỹ nó có kể cho tụi chị nghe là sáng nay có người điện thoại tới kêu em đi chuột nhỏ Dân về, nhưng em không tin phải không? Thì có, nhưng mà... Tụi chị thì nghĩ đây là trò đùa của con Trúc. Chắc Trúc muốn thử em đó, nên em đừng có làm gì hết. Lát hồi thế nào Trúc cũng thả con Dân về thôi à. Có chuyện gì vậy? Ai gọi điện thoại cho anh? Anh hỏi thiệt em nè, có phải là em bắt cóc Dân kế toán đúng không? Nếu mà như vậy, em thả Dân ra đi. Em cũng thấy rồi đó, anh ở trại cá sấu, anh đi làm ra là về tới nhà. Anh không có tình ý gì với cổ hết trơn á. Em cũng thấy rồi đó. Mình cứ ăn bình thường đi, có chuyện gì đâu. Em muốn giữ Dân bao lâu đây? Anh nói anh không quan tâm, vậy anh hỏi làm chi? Nghe. Dạ, tụi tôi có việc chị gấp, cho nên bỏ nhà đó qua nhà quen, có sao không cô? Không sao đâu, cứ để nó ở đó đi, rồi cũng sẽ có người phát hiện ra nó thôi. Dạ, nhưng mà lỡ như... Dạ, cái gì?
có gì tôi chịu trách nhiệm cho. Con nhỏ đó có gì quan trọng đâu mà phải quan tâm. Đưa đây cho anh. Cái gì vậy? Bỏ ra coi. Anh không thể tưởng tượng được con người của em. Anh chỉ nghĩ là em tinh quái, ranh mạnh và khó nuôi chiều thôi. Không ngờ em là con người độc ác nữa. Cho dù dân có xấu xí nghèo khổ á, thì cũng là con người. Mà con người với nhau á thì đều quý giá hết. Tại sao lại đối xử với dân như vậy? Đối xử với một người thua thiệt em nhiều thứ như vậy như cỏ rác vậy hả? Chẳng có cái chuyện gì có thể xảy ra đâu. Cuộc sống chứ có phải là phim hình sự đâu. Làm gì mà dễ chết dữ vậy? Em cũng bị bắt cóc một lần rồi. Bình thường thôi. À, thì ra cái chuyện hôm trước em bị bắt cóc cũng tự mình bày ra đúng không? Thiệt hay giả? Tự anh nhìn thấy. Hỏi chị. Sao có một chiêu mà em làm hoài vậy? Trời quái đản. Thôi, tới đây thôi, anh xuống đi. Ủa, sao vậy? Thôi, tôi không vô đâu, trong đó có ma. Không có ma thì cũng có cướp à, nhìn là biết rồi mà. Còn chút xíu nữa, vô luôn đi anh. Thôi, anh gan thì anh vô đi, tôi không vô đâu. Có cho vàng tôi cũng không dám vô nữa. Cho tôi xin tiền đi. Cảm ơn anh. Nữa đâu. Dân ơi, dân ơi, em ở đâu vậy? Dân à, có ai không? Cứu tôi với. Sao đây? Không sao đâu, không sao đây. Em bình tĩnh đi, mọi chuyện đã qua hết rồi. Tức quá đáng thiệt. Trò như vậy mà cũng bày ra cho được. Em đi được không? Anh cầm thôi. Nhận được. Cẩn thận đó. Ai đâu? Thôi, đi tiếp đi, không cay hết. Em sao vậy? Dân à? Dân.
Mày tỉnh đi ba. Nhân à, Nhân, em sao vậy? Mày tỉnh đi. Mày tỉnh. Anh nè, em sao vậy? Bù nhìn mà, sao vậy? Đó là con bù nhìn mà. Bù nhìn hả? Ừ. Bù nhìn mà em cũng sợ nữa hả? À dạ. Em xin lỗi, tại em cứ tưởng là ai đang nhìn em. Không sao đâu em. Ổn rồi. Không sao thiệt mà. Thôi mình về đi, cũng khuya lắm rồi. Dạ. Đi. Đi thôi. Đi. Em xin lỗi nha. Vậy không biết nản hả trời. Đúng là cái đồ khùng mà. Em nhát quá. Thấy bù nhìn rơm em cũng sợ nữa. Chứ sao, anh tự bị nhốt trong căn nhà quan đó một ngày, coi anh có sợ không. Hay hả, nếu như mà em dám một mình tới giải cứu anh thì em dám tình nguyện bị nhốt trong căn nhà quan đó. Còn lâu á, em mà đi đến con đường đất đó là em sợ chạy về nhà luôn rồi. Anh có chuyện gì vậy? Dân à, có nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi quá. Anh không biết làm sao giải quyết. Anh rối quá rồi. Chỉ là trò đùa của Trúc thôi mà. Nếu là chuyện của anh, em sẽ không truy cứu nữa. Anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra được rồi. Nhưng mà bây giờ thì anh hết chịu nổi rồi. Em có biết là Trúc quá đáng lắm không? Trúc xem anh như là một món đồ chơi thì anh không nói. Còn đằng này, Trúc coi thường mạng sống người khác, anh khó mà chấp nhận được. Phụ nữ có thể lắm chiêu, có thể nhỏ nhen, ích kỷ, nhưng mà độc ác như vậy giống như là phù thủy. Anh hết thuốc chữa rồi. Em nghĩ là Trúc chỉ đùa giỡn thôi. Con bé không nghĩ gì đâu. Nó còn con nít mà. Dù giỡn hay là không giỡn thì cũng có giới hạn của nó thôi chứ. Dân nè. Dạ. Em có biết là quyết định sáng suốt của em là gì không? Dạ. Là không phẫu thuật thẩm mỹ. Dạ. Em xấu quá à. Dân nè, anh yêu gương mặt mà em đang có.
vẹn qua trang ngang với những vẻ đẹp của cục thức. Không hoàn hảo thì mới là con người. Nếu mà xinh đẹp nhưng trong lòng lại xấu xa thì có hay ho gì đâu. Nhân nè, anh quyết định anh sẵn sàng để đi một con đường mới, không nhờ tới Trúc và không cần chạy cả xấu nữa. Nhưng anh cần một người bạn đồng hành. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em đi cùng anh nhé. Mệt quá. Trời ơi, nhức đầu quá. Ê, làm gì như ăn trộm vậy? Ba anh đi nhậu, má anh đi đánh bài. Gửi chìa khóa cho em nè. Cái gì? Đi đâu cũng mang chìa khóa. Lỡ không có ai gửi rồi sao? Hả? Nè. Thì ở ngoài đi. Em gì á? Đi về đi. Đứng ở đó ngó cái gì? Chuyện của em anh không cần biết. Hả? Biến đi. Cái đồ xấu xí như mày. Biến đi cho khuất mắt tao. Anh nói chuyện với hàng xóm vậy hả? Đồ trọng sắc khinh láng gì. Cái đồ xấu xí như mày mà không biết thân biết phận, tao ghê tởm mày, không đáng sống trên đời này. Cái đồ ghê tởm mà. Dạ thưa hai bác. Dạ. Dạ lỗi là của con. Con đã lôi dân vào chuyện không đâu. Hả? Rốt cuộc là hai đứa mày đi đâu? Hả? Tại sao mà khuya lơ khuya lắc như vậy mới về? Hả? Dạ con xin lỗi. Tất cả lỗi là do con. Đi vô. Tao nói đi vô. Thôi vô đi. Đi đâu mà khuya dữ vậy? Kingdom.